Vâng, em xin chào tất cả mọi người và quý anh chị em đầu tư thân mến nhé. Hôm nay em quay một cái lô đất này có tổng diện tích là 7 sào mọi người nhé. 7 sào nằm trên mặt đường bê tông gần ngay khu dân cư. Lô đất của mình đây là có 90m mặt đường này mọi người nhé. 90m mặt đường bê tông. Từ đây mà cách khu dân cư và điện đóm thì chỉ có vài trăm mét thôi. Đó, dân cư ở đây thì ở tại chỗ rất là đông rồi. Lô này thì nó nằm trên địa bàn xã Đắc Lật Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mọi người nhé. Đó, lô đất của mình thì hiện tại trên đất ấy thì có là 90m mặt đường bê tông này, gần 100m mặt đường bê tông này mọi người nhé. Trên đất thì trồng cà phê này, đông đàn là cà phê này, mất khoảng tầm cỡ vài sào là hơi dốc mọi người nhé. Vài sào hơi dốc bên trên bằng dưới bằng. Đó, có 100 cây mắc-ca sắp được thu hoạch rồi. Rồi sầu riêng là năm thứ 3 mọi người nhé. Và trên đất của mình có trồng được thêm vài chục cây bơ 04. Đó, bây giờ em quay chi tiết của mảnh đất này cho mọi người tham khảo. Và cái lô này thì bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 700 triệu mọi người nhé. 700 triệu cho tổng diện tích là 7 sào này. Và diện tích trên sổ là hiển thị đường mà mọi người này. Hiển thị đường này. Và trên sổ thì nó là 6 sào 6 mọi người nhé. Gần 7 sào. Còn diện tích thực tế của nó là 7 sào nhé. Giá bán là 700. Anh chị em nào quan tâm thì alo cho em qua số điện thoại góc trái màn hình video nhé. Đó, phía bên dưới đây thì bác chủ nhà có trồng là bơ 04 này. Và đây là hồi trước ấy là cái bác chủ nhà này. Đó, bán cho cái lô đất này cho bác chủ mới đấy mọi người nhé. Thì bây giờ là nếu mà như mình mua cái lô đất này này, mua cái lô 7 sào này này, là bên dưới đây thì mình là sẽ có một cái đường gọi là đường đi chung mọi người. Bên dưới là ao tí chung, là phía bên dưới là ao tí chung mọi người nhé. Đó, bơ 04 thì em thấy là cũng rất là nhiều. Còn cà phê em thấy là đa số là cà phê tơ mọi người nhé. Bên trên là cà phê lớn. Cà phê lớn hơn. Cà phê thì em thấy là rất là tốt nhé. Đó, bên dưới đây bằng này mọi người. Bên dưới đây bằng này. Còn ở giữa là hơi triền dốc và phía bên trên là bằng nhé. Từ đây mà cách đường tỉnh lộ 681 là 2 cây số. Và từ đây mà cách trung tâm xã Đắc Lật Tích là 3 cây mọi người nhé. Và cách trung tâm thị trấn Kiến Đức là 17 km mọi người nhé. Là ra tới đường quốc lộ 14 luôn. Là 17 km. Và cách trung tâm huyện, từ đây mà cách trung tâm huyện Tuy Đức là chỉ có 12 km mọi người nhé. 12 km là ra tới trung tâm huyện Tuy Đức luôn. Đây, cái lô đất của mình cũng khá là vuông nhé mọi người nhé. Em quay từ phía bên kia sang tới bên này là ranh giới tới đây mọi người. Đó, ranh giới tới hàng bờ này này, chạy thẳng lên trên đỉnh đồi luôn. Tổng diện tích là 7 sào. Mà trong đó thì có 40 cây sầu riêng. Trong đó thì có thêm là 100 cây mắc-ca. Cà phê trồng đông đặc. Có thêm vài chục cây bơ 04. Trong đó thì bác chủ nhà cũng trồng thêm là giống như là cây vu sữa này. Và các loại cây ăn trái khác. Đó. Cà phê mọi người thấy không? Rất là tốt mọi người nhé. Đây thì mất em thấy mất khoảng tầm cỡ mấy sào ở giữa này mọi người. Nhưng mà lô này thì xe máy chạy lên chạy xuống nó thoải mái mọi người nhé. Đó. Lên tới trên đỉnh từ đây lên tới trên đó khoảng tầm cỡ 100m, gần 100m nữa. Và cái mắc-ca mà sắp được thu hoạch như này mọi người. Mắc-ca sắp được thu hoạch như này là được 100 cây mọi người nhé. 100 cây mắc-ca. Đó. Cà phê này thì bác chủ nhà đang nuôi để thả đọt đấy mọi người. Em thấy là như cà phê mà nuôi thả đọt như này đem lại kinh tế cho mình rất là cao nhá. Bữa này thì đang ra hoa đây này. Đó, cà phê rất là tốt luôn. Em thấy là so với khu vực này mà khu dân cư đông, mặt đường bê tông mà 7 sào giá 700 triệu em thấy là cũng giá rất là hợp lý mọi người nhá. Cà phê rất là tốt luôn này. Đó, dân cư ở tại chỗ rất là đông. Đất địa hình địa thế thì khá là vuông. Đó, mất sào, mấy sào chỗ này này mọi người. Mất mấy sào chỗ này thì hơi dốc này. Đó, mắc ca này. Đó, còn lên trên đây là bằng mọi người. Mất vài sào ở giữa là dốc thôi. Đó. Nhà người ta là ở tại chỗ này. Cà phê rất là tốt mọi người nhé. Trước đây thì cái bác chủ dưới đây thì cũng có trồng là ít cỏ, nuôi bò này. Đó, mình về mình xịt thuốc mình phát hết đi.
là một cái vườn mình rất là đẹp luôn. Đó. Đó, cái lô này của mình 7 sào thì mất khoảng tầm cơ 2 sào nó dốc chỗ em đứng đây mọi người. Còn phía bên trên và phía bên dưới đây nó bằng như thế này. Đó, cà phê em thấy là rất là tốt nhá. Em xin nhắc lại cái lô đất của mình đây á, là nó nằm trên địa bàn xã Đắc Tích mọi người nhá. Đó, trên đây bằng này mọi người. Trên đây bằng phẳng luôn. Xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích là 7 sào. Cà phê tốt, 100 cái mắc ca. Và trong đó thì sầu riêng ấy là được 40 cây. Đó, 40 cây sầu riêng như thế này mọi người nhá. Đây là lứa sang thứ 3 này, này. Bơ 034 được vài chục cây. Cà phê thì trồng kín vườn, nuôi thả đọt rất đẹp luôn. Cà phê giống mới. Đó, chất đất là chất đất đỏ ba gian, tơi xốp, không sỏi đá, mặt đường bê tông. Đường đi thì rất là thuận tiện. Giá bán là 700 triệu cho tổng diện tích là 7 sào này. Đó, từ đây mà cách đường tỉnh lộ 681 là chỉ có 2 km mọi người nhé. Quanh đây dân cư đông này, điện đóm đầy đủ này. Đó, và từ đây mà cách trung tâm thị trấn Kiến Đức là 17 cây số là ra tới trung tâm thị trấn Kiến Đức và đường quốc lộ 14. Và từ đây mà cách trung tâm chợ, trường học, ủy ban thì chỉ có 3 km mọi người nhé. Và từ đây mà cách trung tâm huyện Tuy Đức á là 12 cây số. Đó, anh em nào mà có tài chính thấp 700 triệu. Đó thì mình có thể mình làm một căn nhà dưới đây mà đường cốt đường bê tông này. Và cái nguồn thu nhập của cái lô đất của mình đây thì em thấy là cũng khá là ok. Năm nếu mà như mình chăm tốt như cái vườn cà như này thì năm thu nhập từ 3 tới 4 tấn cà phê là bình thường mọi người nhé. Cả em thấy là rất là tốt với thả đọt này. Đó. Anh chị nào mà quan tâm thì alo cho em số điện thoại ở góc trái màn hình video nhé mọi người. Rồi, em xin dừng video từ đây. Mọi người có quý mến em thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Sau đó nhấn lên quả chuông để tiện theo dõi những video sau nhé. Cái đường này ấy mọi người. Cái đường này là ra trung tâm view hồ này. Đường này là đường cụt mọi người nhé. Đây là đi về lối trung tâm view hồ của hồ Duẫn Văn này. Ở trong đây còn rất là nhiều hộ dân nữa và những anh em ở xa mua đầu tư ấy mọi người. Ở trong đây có một cái view hồ rất là đẹp này. Đó, từ đây chạy vào trong khoảng tầm có thêm gần 2 cây số nữa là tới view hồ rồi. Đường này đừng cụt mọi người nhé. Đó, mặt đường bê tông của mình đây gần 100 mét này.